Ngài Nawaz đã chú ý đến Miss Grand Philippines, tín hiệu giành vương miện hoàn thành đủ bộ VIG6. Hành động nhấn theo dõi đại diện Philippines trên Instagram của Chủ tịch Nawaz đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Miss Grand International 2022 đang là một trong những sàn đấu sắc đẹp hot nhất thời điểm hiện tại. Chỉ còn một tuần nữa, danh tính người đẹp sẽ kế nhiệm ngôi vị của Hoa hậu Thủy Tiên sẽ chính thức lộ diện. Mới đây, cộng đồng mạng dần dần xôn xao. Tài khoản tích xanh của ngài Nawaz, chủ tịch Miss Grand International đã nhấn theo dõi Instagram của đại diện Philippines Roberta Angela Tamendong. Trước hành động đầy bất ngờ của vị chủ tịch, đông đảo cộng đồng mạng đồn đoán rằng có lẽ đây là tín hiệu cho thấy người đẹp Philippines sẽ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Grand International 2022. Ngoài ra, dân tình còn bàn tán nếu thực sự Roberta Angela Tamendong giành được vương miện tại Miss Grand năm nay, người đẹp này sẽ là mảnh ghép cuối cùng, mang về trọn bộ vương miện thuộc VIG6, cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh cho Philippines. Được biết, Roberta Angela Tamendong là người đẹp được đánh giá cao trong Miss Grand Philippines. Đến với cuộc thi, Tamendong tròn 18 tuổi, cao 175cm. Cô từng đăng quang Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế 2020, được yêu thích vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng body bốc lửa. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tamendong đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, tích lũy được kinh nghiệm trình diễn. Tuy nhiên, bên cạnh những đồn đoán về ngôi vị Hoa hậu sẽ thuộc về đại diện Philippines, khá nhiều fan hâm mộ sắc đẹp trên thế giới lại tỏ ra không tin về tín hiệu này. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động của ông Nawaz vẫn chưa nói lên điều gì về ngôi vị Hoa hậu. Việc khẳng định như trên được cho là khá vội vã và không có căn cứ. Hơn nữa, minh chứng từ đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên khi tham gia Miss Grand International 2021 cô cũng không được ngài Nawaz follow tài khoản mạng xã hội nhưng vẫn giành được ngôi vị cao nhất. Hiện hành động bất ngờ được cho là tín hiệu về ngôi vị Hoa hậu trên của Gina vẫn đang là chủ đề gây bàn tán và tranh cãi nhiều nhất trên mạng xã hội. Có thể nói, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm nay vô cùng khốc liệt. Rất nhiều gương mặt nổi trội, có nhiều tài năng và bản lĩnh thể hiện vô cùng xuất sắc. Hiện những thông tin về chủ nhân của chiếc vương miện vẫn chỉ nằm trong vòng phỏng đoán. Ngôi vị Hoa hậu Miss Grand International 2022 chính thức sẽ thuộc về ai vẫn phải chờ đến đêm chung kết cuối cùng của cuộc thi.